Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình tin tức của chúng tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn thân mến, tin Biển Đông, cảnh sát biển Việt Nam đối đầu với Trung Quốc ở Trường Sa. Sự vụ xảy ra từ một tuần lễ nay nhưng mãi đến hôm 12 tháng 7 năm 2019 mới được báo chí tiết lộ. Thoạt đầu là Nhật báo Hồng Kông South China Morning Post, sau đó là hãng tin Pháp AFP. Sau khi Trung Quốc đưa một chiếc tàu khảo sát dầu khí vào hoạt động trong vùng biển gần bãi tư chính ở quần đảo Trường Sa hiện do Việt Nam kiểm soát, tàu cảnh sát biển Việt Nam đã được phái đến nơi theo dõi. Trong suốt một tuần lễ, lực lượng cảnh sát biển Việt Nam phải đối mặt với một lực lượng hải cảnh Trung Quốc hùng hậu đi theo hộ tống chiếc tàu khảo sát. Người đầu tiên tiết lộ thông tin là ông Ryan Madison, trợ lý giáo sư tại trường hải chiến Hoa Kỳ Naval College, trong một tin nhắn tweet gửi đi hôm 9 tháng 7, ông Madison cho biết là kể từ ngày 3 tháng 7, chiếc tàu khảo sát dầu khí hải dương địa chất Haizhen DG số 8 của Trung Quốc đã tiến hành khảo sát địa chấn trong vùng đặc quyền kinh tế Việt Nam tại một vùng biển ở ngay phía tây quần đảo Trường Sa do Việt Nam kiểm soát. Cũng theo giáo sư Madison, chiếc tàu khảo sát được nhiều tàu hải cảnh Trung Quốc hộ tống, trong đó ông nhận dạng được chiếc hải cảnh 37111. Qua ngày 10 tháng 7, cũng qua trang mạng Twitter, giáo sư Madison tiết lộ thêm là Việt Nam có vẻ như đang thách thức hoạt động này của Trung Quốc. Tin nhắn có kèm theo một sơ đồ cho thấy 4 tàu hải cảnh của Trung Quốc bị 3 chiếc tàu của Việt Nam kèm chặt. Chuyên gia này nhận dạng được 2 chiếc tàu kiểm ngư Việt Nam mang ký hiệu KN472 và KN468 cùng với chiếc tàu cảnh sát biển Nam Yết 207008. Cũng hôm 10 tháng 7, ông Madison tiết lộ thêm rằng trong số tàu hải cảnh của Trung Quốc được phái đi hộ tống chiếc tàu khảo sát có chiếc mang ký hiệu 3901 với lượng giãn nước hơn 10.000 tấn. Theo các nhà quan sát, việc Trung Quốc lại cho tàu khảo sát vào bên trong vùng biển của Việt Nam kiểm soát với cuộc gờm nhau giữa hai lực lượng cảnh sát biển có nguy cơ khơi dậy một làn sóng chống Trung Quốc mới tại Việt Nam. Giống như năm 2014, khi Trung Quốc cho cắm giàn khoan hải dương 981 sâu bên trong khu vực thềm lục địa của Việt Nam gần quần đảo Hoàng Sa. South China Morning Post cho biết là vào ngày hôm trước, phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Trung Quốc cảnh sảng không xác nhận tin tức về vụ đối đầu ở bãi Tư Chính, chỉ nhắc lại rằng Bắc Kinh quyết tâm bảo vệ các lợi ích của Trung Quốc có ở trên Biển Đông. Theo ghi nhận của tờ báo Hồng Kông, bãi Tư Chính là một khu vực nằm bên trong vùng mà Việt Nam tuyên bố vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của mình. Điều mà Trung Quốc bác bỏ, đây là một khu vực được cho là có trữ lượng dầu khí phong phú, nơi có hàng chục giàn khoan dầu của Việt Nam đang hoạt động. Vào năm 1994, các tàu vũ trang của Việt Nam đã buộc tàu khảo sát của Trung Quốc thí nghiệm hai rời khỏi khu vực sau 3 ngày đối đầu. Trung Quốc đang chơi trò gì tại Biển Đông? Phải chăng những bất ổn trong nước và khó khăn giao thương Mỹ-Trung khiến cho Tập Cận Bình xuất khẩu bất ổn ra ngoài và Biển Đông là một lựa chọn? Banos Modocortes trong một bài viết trên Forbes đã nhấn mạnh Bắc Kinh không nên đối xử với Việt Nam như Philippines. Tác giả này lý giải bởi điều đó sẽ không thành công và sẽ không giúp cho sự hội nhập kinh tế của khu vực. Việt Nam không muốn điều đó và đó là lý do vì sao Hà Nội đã triển khai lực lượng của mình để đối đầu với các tàu Trung Quốc tại các vùng lãnh thổ đang tranh chấp. Bắc Kinh đang áp dụng trò chơi đảo chiều đối với Việt Nam, tương tự như làm với Philippines. Theo đó, Bắc Kinh đã từng biến Philippines từ một kẻ thù thành một người bạn và thúc đẩy kế hoạch Biển Đông thành biển của chính mình. Đó là lý do vì sao vào tháng 4 năm 2018, Duterte đã đảo ngược quyết định trước đó của mình về việc giương cờ Philippines tại các đảo tranh chấp, thậm chí là hoãn thi hành phán quyết trọng tài quốc tế và Biển Đông, vốn có lợi cho nước này. Theo lời khuyên thân thiện của Bắc Kinh,
Sự yếu đuối của Duterte thể hiện ngày càng rõ khi nội các của ông đã gọi vụ Trung Quốc đâm chìm tàu ngư dân chỉ là va chạm. Và sự thật, ông Duterte nói rằng không thể ngăn được tàu Trung Quốc đánh cá ở vùng biển Philippines. Văn phòng của ông tiết lộ đã ký một thỏa thuận bằng lời vào năm 2016 với Chủ tịch Tập Cận Bình để cho phép các tàu Trung Quốc đánh cá, bao gồm cả ở bãi cỏ dòng Red Bank, để đổi lấy việc Philippines tiếp cận các khu vực tranh chấp khác dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Gần đây, Bắc Kinh đã bắt đầu thử chiến lược tương tự với Việt Nam. Tuần này, Chủ tịch Tập Cận Bình đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Kim Ngân, kêu gọi hai nước để thúc đẩy tình hữu nghị và tăng cường hợp tác để nâng quan hệ song phương lên tầm cao mới, theo Hoàn Cầu Thời báo. Tuy nhiên, hợp tác theo hướng hội nghị này không hẳn là khiến cho tình hình êm dịu, bởi tranh chấp hàng hải lần này vẫn diễn ra, bất chấp cam kết hồi tháng 5 của Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc và Việt Nam nhằm giải quyết tranh chấp hàng hải bằng đàm phán. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng hôm thứ Sáu vẫn tiếp tục khẳng định yêu sách của Trung Quốc đối với khu vực. Vị trí của Trung Quốc trong Biển Đông là rất rõ ràng. Chúng tôi kiên quyết giữ vững lợi ích và quyền chủ quyền của mình ở đó. Giáo sư Baladas Gosho, chuyên gia hàng đầu của Ấn Độ về Biển Đông và Đông Nam Á, cho một bài luận trên ET vào ngày 13 tháng 7 đã lý giải các hành động khiêu khích của Trung Quốc. Theo đó, căng thẳng tiếp tục gia tăng ở Biển Đông, bất chấp kỷ niệm 3 năm phán quyết của PCA về Biển Đông xuất phát từ lòng tham vô độ của Bắc Kinh đối với đất đai và lãnh thổ, tham vọng muốn cạnh tranh sự thống trị khu vực với Mỹ. Trung Quốc tuyên bố quyền chủ quyền không tranh cãi đối với đảo Thị Tứ và thể hiện sức mạnh của mình bằng cách triển khai ít nhất 4 máy bay chiến đấu J-10 tới. Đây là lần đầu tiên máy bay chiến đấu hiện diện ở đây kể từ năm 2017. Việc triển khai cũng là một tuyên bố rằng Trung Quốc có thể mở rộng sức mạnh không quân của họ trên Biển Đông và những vùng vận chuyển quan trọng như J-10, máy bay phản lực có tầm bắn chiến đấu lên đến 500 dặm theo nhu cầu của Bắc Kinh. Bắc Kinh cũng xây dựng các cơ sở trên đảo, triển khai tên lửa đất đối không, xây dựng 20 nhà chứa máy bay tại sân bay, nâng cấp hai bến cảng và thực hiện cải tạo đất đai. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn khi Bắc Kinh thử nghiệm tên lửa chống hạm. Lầu Năm Góc đã lên án hành động mới nhất của Trung Quốc là tiếp tục quân sự hóa ở vùng biển tranh chấp. Lầu Năm Góc, theo một tuyên bố chính thức, đã ghi nhận nhiều vụ phóng tên lửa của Trung Quốc từ các công trình nhân tạo ở Biển Đông gần quần đảo Trường Sa và mô tả vụ phóng tên lửa này thực sự đáng lo ngại vì nó mâu thuẫn với tuyên bố của Chủ tịch Tập Cận Bình trong Vườn Hồng năm 2015. Khi đó, ông Tập đã cam kết với Mỹ và các quốc gia trong khu vực châu Á, Thái Bình Dương và thế giới rằng ông sẽ không quân sự hóa các tiền đồ nhân tạo đó. Tên lửa DF-21D sát thủ hàng không mẫu hạm có tầm bắn 1.500 km cũng hiện diện trên khu vực Biển Đông. Những tranh chấp và lấn lướt bất chấp các quan điểm và thỏa thuận trước đó của Bắc Kinh đã xảy ra điểm yếu của ASEAN. Trong cuộc chiến chéo giữa Mỹ-Trung, ASEAN rơi vào tình trạng bất lực vì thiếu sự thống nhất trong vấn đề Biển Đông. ASEAN chắc chắn lo ngại về tình hình xấu đi ở Biển Đông. Điều này được thể hiện trong tuyên bố của Chủ tịch ASEAN trong một hội nghị gần đây. Xin trích, chúng tôi đã thảo luận về các vấn đề liên quan đến Biển Đông và bày tỏ một số lo ngại về việc cải tạo đất và các hoạt động trong khu vực đã làm xói mòn niềm tin, làm gia tăng căng thẳng và có thể phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực. Chúng tôi tái khẳng định sự cần thiết phải tăng cường niềm tin lẫn nhau. Hết trích. Có vẻ Trung Quốc đã thành công trong cách tiếp cận của mình, hoãn tranh chấp cùng phát triển tài nguyên. Vậy giải pháp duy nhất đặt ra đối với vấn đề Biển Đông là gì? Đó là thông qua bộ quy tắc ứng xử COC có tính chất ràng buộc về mặt pháp lý. Điều này hiện đang được đàm phán giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Nhưng có những nghi ngờ về ý định của Trung Quốc bởi Bắc Kinh được cho là không ưa thích một COC ràng buộc về mặt pháp lý. Nhưng một COC ràng buộc như vậy sẽ là vô nghĩa.
Thứ hai, Trung Quốc cũng đã cho thấy xu hướng đàm phán với các quốc gia yêu sách khác trên cơ sở một đối một. Và cách thức này khiến cho Bắc Kinh cảm thấy có thể áp đảo ý chí đối với quốc gia đối diện bởi sức nặng ngoại giao và kinh tế đối với các quốc gia nhỏ hơn. Đây là lý do tại sao COC phải được ASEAN đàm phán chung với Trung Quốc mà không thành viên nào của ASEAN nào nên có các thỏa thuận riêng với Bắc Kinh. Tuy nhiên, ngay cả khi Trung Quốc đồng ý với một COC ràng buộc, ai sẽ là người thực hiện nó? Trong khi đó, Việt Nam cũng đang đau đầu khi Bắc Kinh gây hấn trong trước thềm đại hội đảng tiếp theo. Những lo lắng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về việc xử lý không tốt với vấn đề Biển Đông có thể ảnh hưởng đến tổ chức đại hội của mấy năm về trước đang quay trở lại. Một bóng ma thực sự mang tên Bắc Kinh. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Xin hãy để lại bình luận góp ý để giúp cho chương trình phát triển tốt hơn. Xin hãy bấm vào nút chia sẻ để giúp chúng tôi lan tỏa thông tin đến với nhiều người hơn. Và một điều quan trọng nhất, hãy bấm vào nút đăng ký để trở thành thành viên của kênh. Và hãy bấm vào quả chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất về những chương trình của chúng tôi sắp phát hành. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.